Rồi thì cái video lần trước thì Hoàng cũng có quay qua mấy chiếc Wanfa Allegant với AT với quay Trung Quốc rồi anh chị em. Thì còn một chiếc Super Cup này thì Hoàng quay cận cảnh chi tiết cho anh chị em xem, cho nên là Hoàng sẽ cắt ra làm một cái video riêng nha. Đó. Thì trước khi vô quay cận cảnh chi tiết thì Hoàng quay lướt qua một vòng cho anh chị em xem đi. Rồi Hoàng sẽ vô quay cận cảnh cho anh chị em xem. Thì tiệm của anh Cư Thà này là ở trong khu dân cư Thịnh Giao nha anh chị em. Anh chị em nào có nhu cầu muốn mua ở gần đó thì mình đến trực tiếp coi xe nha, thương lượng giá cả đằng kia là luôn cho nó dễ. Cái nhiều khi coi trên video thì có nhiều điểm tối khúc này kia đồ anh chị em xem không có được rõ lắm. Rồi xe này là mình kêu bằng xe gì anh thôi? Super Cup. Đời 89. Này có tâm không? Kia có tâm hả? Là cái dòng này nó có đề phải không? Đúng rồi, có đề. Xe cúp mà 50 nhưng mà này là có tâm đời 89 hả? Đúng rồi. 89 thì nó có đề. Đó. Đây là cái phần bên lốc vô lăng. Có đề thì Hoàng thấy nó giống như quay ghim. À, cái nắp vô lăng giống quay ghim, còn mà mấy cái xe cúp mà không có đề thì nó không có cái phần trên gắn cái motor. Đó. Nhìn vậy là nó đơn giản. Không, xe cúp mà có đề này đi thì im hơn á, tiện khỏi đi đạp. Đi chợ đồ, học sinh đi học chưa đủ tuổi á. Xe này máy móc sao anh? Chắc làm chưa? Chắc có làm rồi. Chắc có làm, bởi tại xe này đời nó lâu quá không? 89 tới giờ mà. Chắc cũng có xe ghim mà hiếm lắm không? Có thì hiếm, cực hiếm. Mấy dòng này mà có xe mà còn nguyên ghim là cực hiếm luôn anh chị. Nói chung mà mấy dòng này thì không có cần mà ghim lắm đâu. Yêu cầu máy móc là ngon rồi, chạy ok là được. Đồ đồng có đá rồi. Thế em biết rồi, mấy dòng xe này chạy mình cũng ít hao xăng lắm anh nè. Đúng rồi, xe này. Ít hao xăng hơn mấy dòng Wanfa nữa không? Xe 50 chạy rất ít hao xăng. Xe này cho học sinh đi học hoặc mình đi chợ, phụ nữ đi chợ đồ là rất là ok. Học sinh đi học đại học xong về đi dạy tới có chồng có con luôn, xe vẫn còn chưa hư hao gì hết. Xe này chắc chưa dọn hết anh nè, để đang đi mấy cái nước sơn này vẫn ghim nhưng mà nó có bông sơn chốc quá nè, nổ sơn. Cái này phải bỏ ra ít tiền nữa mình sơn dọn lại là nó đẹp ha. Ừ. Là mình bán luôn rồi cho nên mình không có sơn được. Sơn để về chủ nó mua mới về, ta thích sơn mới cho nó ta sơn. Mình cứ để riêng cho mình nó có giá trị nữa. Cái bô đó bô ghim ha theo xe không hay là bô mới? Thay bô mới rồi. Theo bô mới xe nó một rồi. Như đây là cũng bô con tiến anh chị. Ừ. Có thay mới à. Nó phải được bô gin theo xe luôn, nổ ngon ha. Thường thường mấy bô gin theo xe thì nổ nó ấm hơn phải không? Bô gin theo xe giờ nếu mà mua bô đẹp đẹp chắc khoảng chừng 8 triệu rồi đó. Ghê hả? Cái bô mua được mấy chiếc xe qua Trung Quốc này của anh luôn không? Đúng rồi. Hàng dữ không? Nói chung mấy cái dòng này siêu hiếm anh chị em. Cho nên là kiếm đồ rất là khó khăn, cho nên là cái phụ tùng mà linh kiện để thay thế cô gin của xe nó cũng khá là đắt chứ không phải là người ta bán mắc. Chủ yếu là như vậy. Mấy cái kết cấu này nó nhìn thấy nó cũng la lạ. Cái này phục người ta gọi là phục dừa gà phải không? Đúng rồi, phục dừa gà. Dừa gà, nó lò xo anh cho. 1 triệu luôn. 1 triệu giảm chấn. Nó dành Goshi luôn hả? Xài. Nếu mà dành này là nó đúng riêng theo xe không hay là khác? Riêng theo xe hình như nó là Siam hay gì không? Có Siam không? Như là hàng của Thái hay sao? Em cũng nhớ mà mại mà cũng không gạch lắm. Thôi bỏ qua đi, chém gió xíu thôi. Cái nào Hoàng có nói sai thì anh chị em thông cảm bỏ qua nha. Tại vì mấy cái dòng này thì Hoàng cũng không có gành lắm. Ít có tìm hiểu về mấy dòng này, chủ yếu là quay mấy bán xe thông dụng thôi. Đó. Thôi bây giờ quên nó quay chi tiết cho anh chị em xem đi chứ mình nói chuyện sớm giờ. Ở đây là cái trên phần đầu đèn là bên xi nhan. Mấy xi nhan này thì thấy có găng nứt chắc cũ rồi, chắc ghim theo xe quá. Đèn là rin em. Ghim đúng không? Thì có thay mới rồi. Đèn chính này có thay mới. Rin. Và tháng này ghim không thấy đẹp đẹp coi. Bóng ghim đúng không? Cầm ghim là thấy cái màu nhôm nó cũng đẹp chứ không phải là nó tái tái giống như mấy cái màu lô.
Đồ thì đồ pin thôi. Đây, cái cầm xi nhan của đây là đèn, đèn có pha, có pha. Đây là mở đèn. Này nó đây là kèn. Đây là cái e, khi mà sáng thì có khởi động khó thì nó sẽ e lên. Bên đây thì nút đề. Đây thì xi nhan trái phải. Đây mấy cái tem này chắc cũng riêng xe sao thấy nó cũng ấy ha. Tem cũng còn. Tem này thì còn riêng. Mà nó tem cơ cấu chứ này kia là cũng chắc riêng. Hợp xích cũng thấy như có sơn lại sao? Thì có sơn lại rồi. Có sơn dặm lên. Không quan trọng, nhìn thấy nói chung là cũng liền xe đó. Xe này phục xuống luôn, phục riêng luôn. À, phục sau riêng không? Còn còn mấy cái xi nhan sau này riêng không ta? Xi nhan này cũng có sao trẻ à. À, tại thấy nó mới mới hơn trước, bởi vì em mới biết. Đây là cái phần má thắng bánh sau anh chị. Đây bên đây có chữ Goshi bên đây nè. Cũng Goshi luôn hả? Goshi luôn. Goshi là đây mình dùng là hãng thôi. Là mình chỉ biết là dành hãng. Đúng rồi. Trên cái gấp này chắc gấp riêng là thấy có đóng số gì anh chị? Gấp riêng, gấp riêng. Gấp riêng mà. À, gấp riêng đúng không? Gấp riêng có xanh dặm bên ngoài thôi, chứ bên trong vẫn còn riêng. À. Tao mở thùng yên lên nè. Về yên thì cũng có làm yên mới rồi. Nắp bình xăng vẫn còn rin theo xe các bạn. Còn phá được, mở phá được luôn nha. Phá rồi. Phá rồi hả? Đâu mở thử coi. Mấy cái này cũng hiếm á nha. Nắp bình xăng mà có chìa khóa này cũng hiếm à. Đây. À. Mở lên. Thì phá lại là không có mở ra được. Nắp bình xăng này cái mô cũng chắc hơi đắt tiền á. Cái phần dở đi lên nó lấy ra cái bình xăng, nắp bình xăng được ra cho nên phải xài khóa. Ừ. Xe này chắc khổ quay km đi, mình khổ suy nghĩ được phải lâu năm rồi. Đúng rồi. Thì không biết mấy trăm ngàn cái cây nữa. À, trên cái đầu bò nó cũng có đóng ký hiệu số vậy nè anh chị. Chung là nó không có đóng như giống mấy dòng quên pha, cái này hoàng cũng chưa ra lắm. Này nó đời 1989 mà. Cho nên mình cũng nói chung là dòng xe cổ mình cũng không rành mấy. Thích thì mua về bán lại thôi. Nói chung là thấy giá hợp lý với xe liền lạc này, nhìn ok đúng không? Chính chủ luôn em. Đây chủ luôn, bao ký. Bao ký luôn không? Thôi đề thôi. Đề nó máy cho anh em xem. Bao chất. Có chức năng là hoạt động ok. Đầu nhìn thì khỏi phải nói rồi. Rồi máy nổ cân đối là thấy cũng im anh em. Hơi yếu gần tì á. Xe này đạp chắc cũng nhẹ rồi không? Đạp cũng nhẹ nổ. Nhẹ nhưng mà có đề rồi, đụng nút đề cũng là nổ rồi. Đập tắt máy mình đạp thử cái không? Đạp đi. Rớt vò cái nổ, rớt vò nổ mấy vòng 50 mà thấy thường là vậy thôi. Nó dễ khởi động lắm, phải giống như mấy vòng xe quay game. Chạy mạnh không con? Này phải có anh chị em nào muốn mua thì mình lên test thử ha. Người chạy đi luôn. Chạy tốc độ có đa mình chạy cỡ được nhiêu? Khoảng 70. 70 hả? À, xe 50 mà mình chạy khoảng 70 thôi. Dòng này nó thì nó 4 số luôn. 4 số chạy nó không có gần máy. À. Giờ xe này mình bán giá nhiêu anh thật? Giá là 17 triệu bao ký em. 17 triệu bao ký. Rồi anh chị em nào có nhu cầu muốn mua thì liên hệ trực tiếp với anh Thà ha. Xe này anh Thà bán giá là 17 triệu bao ký. À, đó, có số điện thoại cũng như thường lệ thôi. À, tại tiệm xe xe Tư Thà nằm trong khu dân cư Thuận Giao.
đó, anh chị em nào ở gần khu vực khu dân cư Thượng Giao thì cứ alo với anh rồi anh hướng dẫn chỉ đường cho anh chị em tới hoặc là ra đón luôn. Đây số điện thoại của anh. Rồi thôi, cuối video Hoàng xin chúc toàn thể anh chị em luôn luôn dồi dào sức khỏe ha. Anh chị em hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha anh chị em. Hẹn anh chị em ở video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.